Điện thoại dưới 5 triệu lâu nay trở thành sản phẩm có đồng thiết bị. Tuy nhiên, trong một năm qua, chúng ngày càng có cấu hình mạnh, thiết kế đẹp hơn. Đây là mức người dùng có thể chọn sản phẩm tốt chạy Android, Windows Phone. Dưới đây là một số gợi ý của Zing Công Nghệ về những smartphone đáng mua trong dịp Tết này tùy theo nhu cầu người dùng. Lumia 730 được đánh giá là chiếc Windows Phone giá rẻ có độ hoàn thiện tốt nhất hiện nay cả về thiết kế lẫn tính năng. Nó thừa hưởng nhiều thiết kế đẹp từ dòng Lumia cao cấp, hai cạnh bên của máy được vát nhẹ. Phần tiếp xúc của vỏ máy và thân máy trùng với cạnh của màn hình tạo thành một tổng thể thống nhất. Màn hình 4,7 inch được làm hơi cong, tạo cảm giác rất dễ chịu khi dùng. Bên cạnh tính năng chụp hình selfie góc rộng thì Lumia 730 cũng được trang bị cấu hình tốt với RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, pin 2200mAh. Máy hiện có giá 5 triệu đồng. Galaxy Grand Frame có nhiều thiết kế tương đồng với mẫu Galaxy S5 cao cấp với màn hình 5 inch. Đây là chiếc smartphone chuyên selfie giá rẻ từ Samsung. Grand Frame được trang bị camera trước lên đến 5 megapixel. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ người dùng nhiều tính năng chỉnh sửa ảnh thông minh. Samsung Galaxy Grand Frame sở hữu cấu hình tốt với RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB và hệ điều hành Android 4.4 KitKat. Nếu là một tín đồ của chụp hình selfie thì đây là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Samsung Galaxy Grand Frame hiện có giá gần 5 triệu đồng. Asus Zenfone 5 là chiếc smartphone giá rẻ tốt nhất trong năm 2014. Model này có thiết kế đẹp, cấu hình khá nhưng lại bán với giá hời. Ngoài thiết kế đẹp, máy cũng được trang bị cấu hình tốt với RAM 2GB, bộ nhớ trong 8GB, pin 2110mAh, camera chính 8MP. Với giá bán 4 triệu, thiết bị này đã tạo ra một xu hướng mới trong phân khúc di động giá rẻ. Movistar RAM 508 là smartphone thương hiệu Việt đầu tiên có thiết kế nguyên khối unibody, với xử lý 8 nhân và duy nhất ở phân khúc dưới 5 triệu đồng. Tương tự các máy Xperia cao cấp của Sony, model này có đến hai mặt kính cường lực. Các chi tiết được thiết kế một cách tối giản nhất, nó trông sang trọng với vết cắt cạnh, khung kim loại. Bên cạnh một thiết kế tốt, Movistar RAM 508 còn được trang bị cấu hình khá tốt với chip loại 8 1.4GHz, RAM 2GB, màn hình 5 inch và độ phân giải HD. RAM 508 là model cao cấp nhất hiện nay của Movistar, được bán ở phân khúc tầm trung, máy hiện có giá 4 triệu đồng. Nếu cần một thiết bị giải trí có màn hình lớn và pin khủng thì Nokia Lumia 1320 là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Máy sử dụng màn hình 6 inch, chạy Windows Phone, dùng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 400, 1,7 GHz loại kép, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB. Nhờ công nghệ Clear Black, màn hình của máy hiển thị sắc nét gần như ở mọi góc nhìn, ngay cả dưới ánh sáng trực tiếp. Máy hiện có giá 5 triệu. Trên đây là những gợi ý của chúng tôi về những thiết bị đáng mua nhất trong tầm giá 5 triệu. Chúc các bạn sẽ có những lựa chọn hợp lý trong dịp mua sắm cuối năm này.